Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Viettel là người đang có mặt trên màn hình, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Ngồi cạnh ông Trương Việt Hoàng là trưởng đoàn ông Đỗ Mạnh Dũng, cả hai đã từng là những đồng đội trong màu áo của Thể Công trước đây. Và đây sẽ là 11 cái tên trong đội xuất phát của Hoàng Gia Lai. Cầu thủ mang áo số 3, trung vệ Kim Dong Su, đánh cặp với Kim Dong Su là số 4 Damir Memovic, đội trưởng số 6 Lương Xuân Trường, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Trần Minh Vương. Minh Vương chính là người đã thay vị trí của Tuấn Anh. Số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 15 Nguyễn Hữu Tuấn, số 17 Vũ Văn Thanh, số 26 thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Những người đá cao nhất trên hàng công của đội bóng do huấn luyện viên Kia Tí Sắc dẫn dắt là Washington Brandao và Nguyễn Trung Đại Dương. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội khách sẽ là những người ra bóng trước và bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Đây sẽ là cuộc so tài hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bàn thắng, bởi ở cả hai trận đấu trong mùa V-League 2020, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã có rất nhiều bàn thắng được ghi. Ở trận đấu đầu tiên thuộc giai đoạn 1, hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 3 đều. Và ở lần tái đấu trong giai đoạn thứ 2 thì câu lạc bộ Viettel vẫn là đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số đậm, với tỷ số là 4-1. Thực tế là Hoàng Gia Lai đã phải đối mặt với một chiếc xe buýt 2 tầng tại Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với mục tiêu phải kiếm điểm đầu tiên tại V-League năm nay đã tạo ra một hàng phòng ngự dày đặc và nó khiến cho các chân sút của Hoàng Gia Lai hoàn toàn bế tắc. Cơ hội đến với họ chủ yếu từ những tiếng sút xa. Nhưng sẽ khó có thể tưởng tượng một thế trận như vậy sẽ diễn ra ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Gia Lai đang chiến đấu với đội đương kim vô địch. Đội bóng đã trở lại và có được hai thắng lợi liên tiếp, đặc biệt là thắng lợi gần nhất trong thế lợi ngược dòng trước các cầu thủ Nam Định trên sân Động Thiên Trường. Bóng không tới được vị trí của Văn Toàn. Với những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia, đây là thời điểm mà họ không lạ gì nhau nữa. Và ở trong trận đấu này, như đã nói, sẽ khó có thể là một thế trận mà Hoàng Gia Lai kiểm soát bóng hoàn toàn và đối phương thì chỉ chơi bên phía phần sân nhà. Trên sân đang là chấn thương của Văn Thanh. Trong ngày vừa qua của V-League 1 2021 thì những chấn thương đang là điều mà các khán giả hâm mộ thường xuyên phải chứng kiến. Trong đó đặc biệt là chấn thương của Đỗ Dũng ở trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội. Vào tháng 6 thì vòng loại của World Cup sẽ quay trở lại. Và đó là thời điểm mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải có được những cái tên tốt nhất. Và cũng bởi chấn thương, một chấn thương ở cổ chân mà ngày hôm nay tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh đã không thể thi đấu. Tất nhiên chấn thương không quá nặng, tuy nhiên huấn luyện viên Kia Tí Sắc vẫn thận trọng và không sử dụng cầu thủ mang áo số 8 này để phục vụ cho trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel. Đây là Thanh Bình, người sẽ đá thay vị trí của Trương Văn Thiết. Cách đấy ít ngày thì Trương Văn Thiết và đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã tái ký hợp đồng thêm 2 năm với câu lạc bộ Viettel. Nếu so với Trương Văn Thiết thì hậu vệ Nguyễn Thanh Bình có thể hình tốt hơn. Tuy nhiên vấn đề của Thanh Bình như chia sẻ của các thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ Viettel đó là khả năng xử lý bóng bằng chân chưa thực sự tốt. Cũng giống như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Tuấn Linh đã bắt chính cả 5 trận đấu. Và lúc này thì thủ môn Bửu Ngọc vẫn chưa có được trạng thái tốt nhất. Nhưng dù cho Bửu Ngọc có được một thể trạng sung sức nhất thì anh vẫn sẽ là sự lựa chọn số 2 sau người đồng nghiệp Tuấn Linh. Đây sẽ là quả phạt góc đầu tiên. Một cơ hội có thể nói là hướng đến vị trí của Kaike và Pedro. Hoàng Đức. Nếu như Tuấn Anh là sự vắng mặt đáng tiếc bên phía Hoàng Gia Lai thì ở phía bên kia trên tuyến, hàng tiền vệ của đội chủ nhà Viettel cũng không thể có được sự phục vụ của Hồ Khắc Ngọc. Cầu thủ này kể từ khi giải đấu tái khởi tranh vẫn chưa thể có một trận đấu chính thức. Khắc Ngọc theo dự kiến phải đến hết tháng 4 mới có thể quay trở lại. Hồng Duy. Đó là pha dứt điểm của Washington Brandao. Đến lúc này thì Washington Brandao mới có được một pha lập công cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai.
biết là anh Duy Anh có nhận thấy được sự thay đổi của Washington Brandao sau quãng thời gian nghỉ dịch Covid-19 hay không. Quãng thời gian mà huấn luyện viên Kiatisak đã dành nhiều những sự quan tâm của mình để giúp cho tiền đạo này có được một cái cảm giác thi đấu tốt nhất của một tiền đạo mà ông mong muốn. Brandao là một trong số những ngoại binh cùng với cả huấn luyện viên Kiatisak đó một cái Tết âm lịch, Tết cổ truyền của Việt Nam ngay tại Hàm Rồng. Và trong những ngày mà giải đấu chưa trở lại và trong những ngày mà các cầu thủ của anh Gia Lai vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ với gia đình, thì những ngoại binh này đã cùng với huấn luyện viên Kiatisak có những phần tập rất riêng. Và một trong những sự thay đổi mà huấn luyện viên Kiatisak muốn Brandao thay đổi và thực hiện những sự tiến bộ, đó chính là việc Brandao sẽ phải di chuyển nhiều hơn, rộng hơn để hỗ trợ không chỉ ở mặt trận tấn công mà thậm chí khi cần, tiền đạo Brandao có thể coi là lớp phòng ngự đầu tiên của Hoàng Gia Lai. Chính xác là như vậy, bởi vì ở hiệp đấu đầu tiên trận đấu với Topalem Bình Định trên sân Động Pleiku là hình ảnh rõ nét nhất về những gì mà Brandao đã có thể thay đổi và đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện. Nhưng trong trận đấu với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai đã kiểm soát hoàn toàn mọi thứ, thì trước sức ép pressing của đối thủ, Brandao rõ ràng là còn nhiều thứ cần phải hoàn thiện. Nó cũng là câu chuyện của các ngoại binh Hoàng Gia Lai trong mấy mùa trở lại đây, loay hoay bài toán tìm kiếm một ngoại binh thực sự để có thể lĩnh sướng hàng công. Ở hàng tiền vệ thì rất nhiều những cầu thủ được coi là các chân truyền lý tưởng cho các ngoại binh. Tuy nhiên, Chevrolet ở mùa giải năm ngoái và bây giờ Brandao chưa thực sự xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ cũng như ban huấn luyện đội bóng Phú Núi. Điểm mà người ta chờ đợi ở trận đấu này, Hoàng Gia Lai sẽ thi đấu thế nào với một ứng cử viên vô địch thực thụ? Viettel có thể không thực sự chắc chắn ở hai vòng đấu đầu tiên, nhưng họ đã có dấu hiệu trở lại ở những vòng đấu vừa qua, vòng đấu thứ 3 và vòng đấu thứ 4. Và sự trở lại của Viettel gắn liền với hình ảnh của chân sút Pedro Paulo. Anh đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, khơi nguồn cảm hứng để có thể tiếp cận được nhiều hơn và hiệu quả hơn trong các pha dứt điểm của mình. Và đến lúc này thì Pedro Paulo đang là cầu thủ có được số lượng bàn thắng nhiều nhất cho câu lạc bộ Viettel với 2 pha lập công. Sẽ có một quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Viettel. Người bị phạm lỗi đó là Duy Thường. Với thể thức của giải đấu năm nay, với 6 đội dẫn đầu sau khi kết thúc giai đoạn 1 sẽ tham gia vào cuộc chạy đua tới ngôi vị vô địch. Và với những bước hụt của những ứng cử viên vô địch thực thụ trước khi bước vào giải đấu này, thì mọi thứ đang trở nên vô cùng chật chội ở trên bảng xếp hạng. Có thể thấy là Hà Nội đã thua 2 vòng đấu đầu tiên, nhưng những thắng lợi liên tiếp giúp cho họ đã quay trở lại tốt đầu. Và Viettel ngày hôm nay cũng như là Hoàng Gia Lai, nếu thắng sẽ có được một vị thế thuận lợi hơn. Quả đá phạt được thực hiện bởi Hoàng Đức. Hoàng Đức là người đã kiến tạo cho Quế Hồng Hải ghi bàn ở thắng lợi đầu tiên của Viettel trong mùa giải năm nay. Có thể nói là vào lúc này thì khi giải đấu đã bước qua được 5 vòng đấu, thì Viettel với màn trình diễn ở vòng đấu thứ 3 và vòng đấu thứ 4 đang cho người ta thấy là với những đội bóng có lực lượng cầu thủ được đánh giá cao về mặt chất lượng và các cầu thủ ngoại binh cũng có chất lượng tốt, nó sẽ có sự khác biệt như thế nào. Và xử lý của Brandao. Văn Toàn là một trong những chân sút đã tạo nên ấn tượng ở mùa giải năm nay. Sau khi kết thúc những vòng đấu vừa qua, có thể thấy là mỗi khi thiếu vắng Văn Toàn, đặc biệt là hiệp 2 trận đấu gặp câu lạc bộ Topalem Bình Định, thì Hoàng Gia Lai đã thi đấu khó khăn như thế nào. Thực tế là nếu muốn vươn cao ở mùa giải năm nay thì đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak vẫn còn phải cải thiện khá nhiều điều. Nếu chỉ dựa một mình vào tính cơ động của Văn Toàn thì điều đó là không đủ. Và màn trình diễn trên sân vận động Hà Tĩnh trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi mà đối phương gần như chỉ thi đấu ở bên phía phần sân nhà của họ, cho thấy là Hoàng Gia Lai vẫn thiếu đi những giải pháp để có thể phá vỡ được một kết cấu phòng ngự số đông. Điều mà họ có lẽ là cũng giống như những đội bóng chơi kiểm soát và tấn công ở mùa giải này sẽ phải đối mặt nhiều hơn. Còn với đội chủ nhà Viettel, theo quan sát của cá nhân tôi trong khoảng gần 10 phút đã qua, hướng tấn công chủ yếu của đội chủ nhà tập trung bên phía cánh phải với sự cơ động của Duy Thường và Trọng Hoàng. Trong khi đó, Thanh Bình gần như là không hỗ trợ ở mặt trận tấn công cho người đá cùng vị trí vai ở phía trên, đó là Dương Văn Hào. Đây là Hồng Duy. Không được.